Rồi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem chiếc máy cày bị mất lầy các bạn. À, nó dùng chiếc máy cắt để kéo nha. Đây các bạn thấy nè, chiếc máy cày này thì nó chạy ra tới đây nó bị mất lầy. Mất lầy dính cái dàn xới ở sau nó mất lầy khủng luôn các bạn. Giờ thì nó nhờ chiếc hồi nãy nhắc nhờ chiếc xe tăng kéo không nổi hay gì, giờ mộ thêm chiếc máy cắt nữa. Mở thêm chiếc máy cắt nữa các bạn. Giờ thì mấy em đang cọc chỉ xích vô nha. Rồi này các bạn, đây nó mắc lại dính cái dàn xới ở đây luôn. Mà nó chạy chắc nó chạy bánh hơi nó mà có kèm theo bánh bơi á các bạn. Đang xới đất nha. Bởi vì nó mắc kẹt là nó kẹt cái dàn xới ở sau, nó nặng. Nó dính đất. Rồi rồi, thấy tình hình không xong rồi các bạn ơi. Nếu mà giật thôi chứ, giật cái lên không nha. Không xong rồi. Đây bà chị này xuống mở dây xích cái gì đây, mở dây xích đây các bạn. Rồi tìm cách khác rồi. Bởi vì nó mắc kẹt cái dàn xới này nè các bạn. Đi dây gì lên đó các bạn, để coi cái tủ máy cài coi làm cách thức như thế nào nha. Cái này thì nói chung ra cũng máy cắt cũng nhiệt tình ha, để vô kéo. Giờ thì anh với chị đang móc đất ra để cột dây vô các bạn. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký anh chị để cũng có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Nếu cái này thì có thể là dùng xe cuốc đó các bạn, dùng xe cuốc để kéo nó lên hay sao, hay là hoặc là
đi dây, nãy nói đi dây đó mà để coi cảnh đi được không em. Thứ hai chiếc máy cắt thì chiếc máy cắt chiếc máy kéo thì đậu đây để chờ kéo lên này. Đây chị gái này cũng móc nhiệt tình các bạn. Nói chung ra mình cũng không có lại gần máy cài được nha, bởi vì người ta làm thì người ta mệt, mình không có lại đó được, để mình đứng ở xa mình quay cho các bạn xem thôi chứ không có lại đó được, thông cảm. Mùa này thì nói chung ra mình đi thì mình gặp tình huống như gì đây mình quay cho các bạn xem thôi ha. Cái này tình cờ thôi các bạn. Hồi nãy hình như là kéo mấy cái rồi đó, kéo không nổi hay gì vậy? Bị nó mắc kẹt cái dàn sới qua, dàn sới đó sao này nè. Rồi có thể là di chuyển máy cắt qua xề qua đây một chút các bạn. Rồi có thể là mộ thêm, nghe nói là mộ thêm một chiếc máy cắt nữa các bạn. Mộ thêm một chiếc máy cắt nữa nha. Rồi, đó là đợi các bạn, đợi thêm chiếc máy cắt nữa, chạy xuống kéo nữa mới mi. Cắt kia đâu? Đây chiếc 115 lại kéo rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi máy kéo chạy ra, chiếc 115 chạy lại kéo. Máy kéo chạy ra nha. Mộ thêm một chiếc 115 lại kéo rồi. Đây chiếc 115 chạy ra nè. 115 lại kéo nha.
70 kéo không nổi bây giờ, với mấy kéo kéo không nổi bây giờ dùng 115 luôn. Cho nó về lại cho nó bắt đầu rồi. Đó. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký anh chị để em có cái động lực làm những cái video tiếp theo ha. Đây chị gái này giờ thì đang cọt dây xích vô nha, chị cũng là rất là mạnh mẽ các bạn. Rồi bắt đầu kéo lên các bạn. Đây nó dính cái dàn xới ở sau nè. Nếu mà cái nó không có cái dàn xới mà không có thì có không có dàn xới thì máy kéo một máy kéo lên rồi. Cái ngặt cái nó dính cái dàn xới ở sau nó mắc lầy cái dàn xới các bạn. Rồi bắt đầu nghỉ nha. Lên. Rồi tới công chuyện. Giật á mới lên nổi. Giật á. Trời ơi coi kìa. Lên. Giật á các bạn. Quay dần tới luôn rồi. Cho quay dần tới luôn nha, giật. Giật cũng không nổi đâu các bạn. Lên, chút nữa lên nè. Trời ơi, cố lên. Ghê không? Mạnh lên, ừ. Quá dữ rồi. Không kiếp. Đi được chút à. Bởi vì nó đi được chút xíu. Đi được chút xíu à. Lên nè.
cây 100 này nó muốn lúng rồi nè các bạn. Thì bây giờ là đổi cái con đường khác rồi chứ. Con cá mẹ nó nhảy, nhảy cái cám rồi chứ không nhảy cái cám thì thôi thôi là nó mất cám cậu rồi. Ủa mẹ nó đẻ nó nhảy cái cám nó chết. Chào luôn các bạn. Đổi con đường khác nha. Thì hiện tại bây giờ thì cái máy nó về trở lại các bạn, nó đưa qua mấy anh kia. Bây giờ kéo cho các bạn cái đầu ở bên kia. Rồi bây giờ giật lên nha, nó dính cái dàn sới ra sao nè, hỏng bánh bên đây luôn rồi, nó dính cái dàn sới á. Giật cỡ nào cũng thấy không nhúc nhích các bạn, bởi vì đất này nó dẻo quá dẻo. Trời ơi, coi chiếc 70 cái nó tàn đầu luôn kìa. Thì hiện tại bây giờ thì cái máy nó về trở lại các bạn, nó đưa qua mấy anh kia. Bây giờ kéo cho các bạn cái đầu ở bên kia. Rồi bây giờ giật lên nha, nó dính cái dàn sới ra sao nè, hỏng bánh bên đây luôn rồi, nó dính cái dàn sới á.
giò bắt đầu nó dịch nè. Dịch cỡ nào cũng thấy không nhúc nhích các bạn, tại vì đất này nó dẻo quá dẻo. Trời ơi, coi dịch 70 cái nó tàn đầu luôn nè. Rồi bây giờ là bắt buộc phải tháo dàn sới ra các bạn, tháo dàn sới ra bỏ nha, cho nó nằm ở lại đây. Còn máy cày thì hai máy này sẽ kéo lên tiếp tục. Rồi bây giờ là đem cái cây lại để bắt cán lên các bạn. Bắt một cái bắt thẳng qua bên cái nói chung ra cái này thì máy cày của chủ máy, còn là mấy người kia thì bên máy kéo nha. Không, nói chung ra không ai tiếp, ảnh về chỉ anh làm rồi chứ không ai tiếp, mình thì không tiếp được. Bởi vì của người ta là người ta biết ý người ta làm, còn mình thì đâu có biết ý gì đâu, có chỉ hai vợ chồng. Có hai vợ chồng à. Mà máy thì dính lầy kiểu gì đây. Rồi, bắt buộc phải tháo dầu tới các bạn. Rồi, máy cắt nó mới lúng luôn các bạn. Máy cắt bị lúng luôn kìa. Rồi, lúng luôn rồi. Tiếp thôi các bạn, kiếm người tiếp thôi, chứ ảnh làm không nổi. Rồi bây giờ là máy kéo kéo rồi các bạn, kéo chiếc máy cắt này lên, chứ giờ nó bị mắc lại dính chùm ở đây luôn rồi. Giờ nó quậy tan nát ở đây hết trơn các bạn, ba cái đất kìa. Chung vô cột cái xích.
chục chục đi. Rồi 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 đó là. Chỗ nào cũng được chứ mà đâu biết nó lúc là biết mọi tấm bỏ tấm giáp xuống. Rồi sao không kêu thằng ấy qua phụ? Thằng con thằng ấy mấy thằng bệnh hết nó. Đi mặn hết trơn hả? Thì chị thấy ông mặn mình ơi, ông bệnh mà ông mặn mình ơi không? Kêu qua phụ đồ này kia mà. Rồi giờ mới kéo kéo cái chiếc máy cắt lên các bạn. Rồi rồi tới con chuyện rồi mới kéo kéo không nổi nữa rồi. Thằng nhỏ kéo bự. Rồi cái này là tháo dây máy cắt đó chị ơi. Rồi bây giờ là máy cắt 70 chạy qua kéo 115 nha. Kéo chiếc này chưa lên nữa thì chiếc này nó đã dính rồi nha. Rồi bắt đầu kéo các bạn. Dứt. Rồi chiếc máy cắt 100 nó mất lại nặng luôn rồi các bạn. Nó xuống dưới đất vàng vàng là nặng luôn rồi, nặng luôn rồi. Không xong rồi. Nặng luôn rồi, mất lại nặng luôn rồi. Cây 105 chạy ra kéo tiếp với cây 70 nha các bạn. Rồi bây giờ là cây 105 ra nó kéo ở trước đầu của 70 nha. Rồi có thể là máy kéo 70 chạy ra các bạn, cho cây 105 chạy vô nha. 105 chạy vô kéo cây 115. Hay là cây 70 nó kéo qua mé bên kia các bạn. Cây 70 kéo mé bên kia nha. Hai cây giật đôi lại kéo qua chứ không có kéo chuyện. À kéo chuyền rồi các bạn ơi, kéo chuyền rồi. Cây 70 nó ở trước đầu rồi, đầu cây 105. Cây 70 kéo cây 105, còn cây 105 kéo cây 115 nè. Kéo nó kêu bằng kéo chuyền. Rồi bắt đầu là kéo lên nha. Kéo kéo lên, kéo nhông các bạn. Để là kéo cái lên nổi không nha. Rồi thấy không xong rồi, tình huống này rồi tới công chuyện các bạn. Tới công chuyện lên lên lên. Rồi. Tới công chuyện thì lên. Giật mới lên nổi các bạn. Rồi lên. Trời ơi, tới đó còn mắc giật thêm cái nữa.
70 chắc có thể là chạy vô các bạn, 70 chạy vô nha. Còn mấy anh thì kéo về xích lại khi sạn để kéo chiếc máy cày lên. Máy 70 chạy vô 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 bờ. Thẳng luôn. Ủa gì dài vậy? Cha. Nói gì thẳng ra.